Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là sáng ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày 20 tây tháng 2 Ở Việt Nam đã là ngày 21 tây tháng 2 rồi bây giờ là khoảng 11 giờ trưa thì thường nó cuối tuần thường không có làm video nhưng mà hôm nay đó thức dậy thấy giá của BTC lại tiếp tục uh, có thêm một nhịp xuống nữa Thường muốn làm một cái video để mà chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn và ngày hôm qua đó thì những bài nào mà theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội cũng thấy là thường ít chưa đăng tin ngày hôm qua tại vì hôm qua thường cũng bận uh, đi ở bên ngoài cho nên không có thời gian để mà xem nhiều thông tin nhưng mà không sao hôm nay thường sẽ tóm tắt uh, một số những cái dữ liệu với các bạn Thật ra Cuối tuần này đó mặc dù là chúng ta thấy là giá cả đó lại đi xuống thêm một phần nữa và các bạn có thể là muốn tìm hiểu những thông tin coi tại sao như vậy nhưng mà những thông tin đó, thì phần lớn thường nghĩ là các bạn cũng đã nắm được rồi những thông tin cũng không có gì khác biệt lắm so với lại những gì thường đã chia sẻ tuần vừa rồi nhưng mà cũng có thêm một số những thông tin mới thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà nhìn chung đó thì chúng ta thấy được là giá cả giữ được cái mức là trên 40.000 đô đó trong vòng 2-3 ngày qua nhưng mà đột ngột đó thì các bạn thấy là trên màn hình đây là biểu đồ của nến giờ ở trên sàn Coinbase thì các bạn sẽ thấy là đột ngột đó ngày hôm qua đã có một cái đợt tăng về cái khối lượng giao dịch dẫn tới là giá cả của BTC đi từ cái mức là 40.000 xuống tới cái mức bây giờ đó là chúng ta đang đi hàng ngang ở cái mức là 38.000 thì tại sao vậy thường thì cũng không có biết lý do tại sao ngoài trừ là chúng ta thấy được có thể là có một cái voi nào đó à, đột ngột lo sợ cho nên chúng ta mới thấy cái voi dùng tăng lên dẫn đến giá cả đi xuống chứ còn về cái phương diện tin tức đó, thì cũng không có một cái thông tin nào có thể giải thích được cái đợt đi xuống thêm một chút nữa như vậy nhưng mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó thì các bạn sẽ thấy là cái chỉ số bây giờ là mức là 27 có nghĩa là sợ hãi hôm qua đó chúng ta đã đi vào cái dùng là 25 trở lại cái mức là cực kỳ sợ hãi rồi và nhìn về những cái lệnh mà bị thanh lý đó thì các bạn sẽ thấy là trong vòng 24 giờ qua đó tổng số lệnh bị thanh lý là 207 triệu đô la. Đây là những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý. Nhưng mà con số này cũng không phải là cao lắm. Thường những mức cao các bạn có thể biết là hơn 1 tỷ đô la. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ hơn đó thì bên dưới này các bạn thấy được là mỗi một thanh này đại diện cho cái số lượng lệnh bị thanh lý. À, và mỗi thanh là 30 phút thì các bạn sẽ thấy được là từ hôm qua tới bây giờ chúng ta thấy được là phần lớn những thanh cao đó là màu xanh lá cây có nghĩa là nhiều lệnh lon bị thanh lý từ hôm qua tới bây giờ nhưng mà ngược lại đó là trong vòng 4 giờ qua thì các bạn thấy được là phần lớn là lệnh bị thanh lý là định short trên những sàn như là Binance, OKX, Bybit, FTX, Huobi, Bitfinex còn về câu hỏi là hiện bây giờ chúng ta đang thấy nhiều lệnh lon hơn hay là nhiều lệnh short hơn đó thì tùy theo các bạn nhìn vào cái Khung giờ nào, nếu như chúng ta nhìn vào thời gian là một giờ đi Thì chúng ta sẽ thấy được là bây giờ vẫn nghiêng về là nhiều lệnh lon hơn một chút 53%, lệnh sốt là 46% Nhưng mà chúng ta zoom ra đó, 4 giờ thì các bạn thấy đạt cân bằng hơn 51% lon, khoảng chừng là 48% là lệnh sốt trong vòng 12 giờ qua thì các bạn thấy được là lệnh short đó thì nhiều hơn là long một chút Thì nói chung bây giờ là tùy theo các bạn nhìn vào khung giờ nào Nhưng mà nhìn vào khung giờ chung đó giống như là 4-12 đó Thì chúng ta sẽ thấy được là cây lệnh long và short hầu như nó ngang hàng với nhau và đương nhiên khi mà chúng ta thấy giá của BTC đi xuống như vậy đó thì các bạn nghĩ altcoin như thế nào? Thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó là phần lớn altcoin vẫn tiếp tục là đi theo xu hướng của BTC và chúng ta đã thấy là phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay. Tuy là nhiều đồng không đỏ lắm nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cái phần trăm đi xuống đó giống như là Bitcoin hôm nay đã đi xuống thêm 4%, Ethereum xuống phần trăm tương tự và BNB cũng như vậy, có nghĩa là 3,2 cho Ethereum và xuống 3,7 cho BNB XRP Cardano cũng tương tự, thường có một cái thông tin liên quan tới XRP thường sẽ chia sẻ với các bạn. Chúng ta thấy được là Solana thì tăng 2,8%, nhưng mà dẫn xuống 3,3% trong vòng một tuần qua. Và những đồng khác thì xuống phần trăm nhiều hơn như các bạn thấy trên màn hình. À, còn về Avalanche thì xuống tương tự như là XRP Cardano, theo Luna thì xuống 1,8%. Nói chung. Thì những đồng lớn ngày hôm nay đã xuống phần trăm cũng tương tự như là BTC, Bitcoin xuống 4%, những đồng khác xuống phần trăm cũng tương tự. Các bạn thấy được là cái xu hướng chính của thị trường bây giờ vẫn là xu hướng của Bitcoin và nói tới xu hướng của Bitcoin thì chúng ta có những cái thông tin mà nhiều bạn cũng đã biết rồi. À, Thuận đã chia sẻ rất là nhiều những chi tiết cho nên trong video này thì Thuận sẽ không có chia sẻ chi tiết mà sẽ tóm tắt lại và chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn và cho các bạn một cách nhìn tổng quát về những gì mà chúng ta đang phải đối mặt và những gì chúng ta sẽ phải quan tâm đến trong tuần tới đây Đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ trong cái video này Về cái vấn đề là Thùng sẽ như nào là Thùng cũng đã chia sẻ rất nhiều trong những cái video trong tuần duy rồi Cho nên Thùng sẽ không lặp lại ở đây Nhưng mà những thông tin mới nhất đó, là chúng ta thấy được là chúng ta đang đối đầu với theo thuận là ba cái sự kiện lớn Sự kiện đầu tiên như bạn có thể cũng đang nghĩ đến đó chính là cái sự căng thẳng chính trị giữa thật ra chỉ hai nước thôi Ukraine và nước Nga nhưng mà các bạn thấy là chính giữa vẫn là nước Hoa Kỳ nước Hoa Kỳ thì rất là thích xen vào chuyện của nhiều quốc gia khác như là nhiều bạn cũng đã biết rồi thì chúng ta thấy được đây là cái điều đầu tiên thường sẽ chia sẻ thứ nhì nữa là chúng ta cũng đang đối đầu với cái hiện tượng là có thể Fed sẽ tăng lãi suất trong vòng khoảng chừng 4 tuần nữa tại vì bây giờ gần như đã kết thúc tháng 2 rồi và tháng 3 đó Fed hợp là giữa tháng 3 và khả năng là trong vòng khoảng chừng 4 tuần nữa chúng ta có thể thấy Fed tăng lãi suất lần đầu tiên sau khi mà có đại dịch và tôi nghĩ đi là cái yếu tố thứ nhì mà chúng ta đang đổi đầu và yếu tố thứ ba đó thì cái sự ảnh hưởng của yếu tố này như nào thường vẫn chưa có rõ nhưng mà chúng ta thấy được là cái vấn đề liên quan đến cái chuyện mà biểu tình ở canada đó nó đã À, theo thuận là ngại càng lớn hơn và nó đã đi xa hơn một chút và thùng cũng sẽ nói sơ về cái tài liệu này một lát nữa và sau đó thùng sẽ chia sẻ thêm những thông tin nổi bật với các bạn như là thông tin liên quan đến cái dịu hát của Open là như thế nào thường sẽ chia sẻ về một câu chuyện khác nữa liên quan tới một người người này đó chính là chủ của dự án à, Arrow là một cái dao người này đã cũng có một cái câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người về việc là có người muốn lừa đảo dự án như thế nào thường sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay cũng như như là những thông tin liên quan đến uh, doscoy các bạn cũng đã biết là elon musk cũng đã thuyết về doscoy trong uh, ngày hôm qua và một số những tài liệu nổi bật khác cho nên hôm nay chủ yếu các bạn sẽ thấy là thường sẽ không có phân tích quá nhiều Thường sẽ chủ yếu dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn Thì chúng ta trở lại đi thì cái thông tin mà có thể là nhiều bạn muốn biết Đó chính là chúng ta có tin tức gì mới liên quan đến cái sự kiện giữa nước Nga và Ukraine và Hoa Kỳ hay là không Thì thông tin mới nhất mà Thường nhận được đó là cuối tuần này trong vòng 2 ngày hôm qua Thì Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ sự kiện giữa Nga và Ukraine và cho đến ngày hôm nay đó dựa theo những cái tài liệu đến từ Bộ An ninh thì Tổng thống Joe Biden vẫn tin tưởng là nước Nga sẽ tấn công vào Ukraine trong vòng vài ngày tới đây và tuần vừa rồi đó thì các bạn cũng đang thấy là Tổng thống Joe Biden nói là có cái sự tin tưởng là khả năng cao là sau khi mà Thế vận hội ở Bắc Kinh kết thúc đó thì chúng ta sẽ thấy cái sự tấn công này xảy ra và ngày hôm nay, ngày 20 tây tháng 2 thì Thế viện hội ở Bắc Kinh đã kết thúc rồi có nghĩa là trong vòng bất cứ một ngày nào điều này cũng có thể xảy ra và cái địa điểm mà cuộc tấn công đó sẽ là tấn công vào thủ đô của nước Ukraine đó chính là Kiev là có khoảng chừng là 2,8 triệu dân cư và Hoa Kỳ tin tưởng là hiện bây giờ đó là nước Nga có khoảng chừng là 190.000 lính ở biên giới của nước Ukraine và đây là cái thông tin mới nhất mà Thuần có thể chia sẻ với các bạn Thì những thông tin này cũng không nhiều là lạ Chúng ta cũng đã nói tới thông tin này tuần vừa rồi Có nghĩa là tới bây giờ đó thì uh, Tổng thống Joe Biden vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình về cái sự kiện này Đương nhiên chúng ta thấy được là Tổng thống Joe Biden cũng đã nhiều lần nhấn mạnh là Cái cuộc tấn công này có thể xảy ra trong vòng bất cứ thời điểm nào và trước đây đó thì nói là chúng ta sẽ thấy cái cuộc tấn công này diễn ra sau khi mà cái thế vận hội ở Bắc Kinh kết thúc và hôm nay đã là ngày kết thúc rồi cho nên chúng ta hiểu là bất cứ ngày nào có thể là trong tuần sau đó chính là cái lời nói của tổng thống Joe Biden nhưng mà bên phía bên kia đó có nghĩa là tổng thống Vladimir Putin của nước Nga sẽ để nói là họ chỉ tập trận mà thôi chứ không có ý định là tấn công vào Ukraine thì mỗi người sẽ có mỗi cái suy nghĩ riêng về cái sự kiện này thường sẽ không có chia sẻ suy nghĩ chính trị của mình ở trong trong cái channel này nhưng mà thường chỉ muốn chia sẻ những thông tin để các bạn thấy được là cho dù các bạn tin hay là không tin thì về cái phương diện tài chính thực sự là chúng ta thấy là thị trường tài chính giống như chúng ta nói những cái chỉ số chứng khoán nó cũng đã có cái sự đi xuống giá có nghĩa là nhiều người cũng có cái sự lo ngại liên quan tới nếu như thực sự điều này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái chuỗi cung cầu đối với lại cái vấn đề liên quan tới đánh thuế quan hay là liên quan tới cấm vận kinh tế thì những điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với những nước không chỉ riêng là ở Ukraine và ở nước Nga mà còn cả những nước ở châu Âu nữa sẽ như thế nào cho nên chúng ta được là mấy ngày hôm nay cổ phiếu không được tốt lắm và cũng kéo theo Bitcoin và đương nhiên kéo theo cả thì crypto đó là cái điều mà mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn có nên kéo theo cả trên crypto đi xuống vì hiện tượng này hay là không thì thường nghĩ là đây chỉ là cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi, tôi đã chia sẻ nhiều với các bạn trong những video trước đây. Nhưng mà đây là cái tài liệu mới nhất. Cho dù các bạn tin, đây là tin thật, chưa các bạn không tin đây là tin thật thì thường nghĩ là chúng ta có khả năng là sẽ có một cái sự chắc chắn hơn sau một tuần nữa. Tại vì các bạn thấy được là trong dòng bất cứ ngày nào sau cái Thế vận hội Thì hôm nay, thi vận hội ở Bắc Kinh đã kết thúc rồi thì có thể là trong vòng tuần sau chúng ta sẽ rõ ràng hơn về cái sự kiện này. Và trên Twitter đó thì Alex Kruger đã chia sẻ đó về cái cảm nghĩ của người này về những gì đang xảy ra. Nếu như mà ông ta nói là nếu như mà nước Nga thông báo là họ sẽ rút quân đó thì chúng ta có thể thấy là thị trường tài chính sẽ có cái sự tăng trưởng mạnh nếu như mà nước Nga đó đã bắt đầu tấn công vào phía đông của Ukraine đó thì chúng ta có thể thấy là thị trường có thể xuống thêm một đợt nữa nhưng mà sẽ rất nhanh tạo cái đáy và từ đó hồi phục trở lại. Nhưng mà nếu như mà nước Nga đó quyết định tấn công vào phía tây của Ukraine đó có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là lính đi từ Belarus đi tới cái thủ đô Kiev của nước Ukraine đó, thì chúng ta sẽ thấy à, thị trường sẽ tiếp tục có cái à, xu hướng đi xuống giá trong một thời gian dài hơn. Đó là suy nghĩ của một người mà thôi đó chính là Alex Kruger. Và những gì mà được chia sẻ bởi Tổng thống Joe Biden đó chính là cái trường hợp thứ ba này. Nhưng mà bên dưới này đó thì Alex Kruger cũng chia sẻ một cái tài liệu thường đã từng chia sẻ với, với các bạn á, trong tuần vừa rồi. Đó chính là những cái sự kiện chính trị thế giới lớn đó từ năm 1940 Tới bây giờ thì những cái sự kiện này đó liên quan tới giống như là tấn công hay là chiến tranh hay là khủng bố đó Thì thị trường chứng khoán nói chung là có những phần như thế nào Thì dựa theo thông tin này đó thì các bạn đã thấy là nói chung từ năm 1940 tới bây giờ đó Khi mà một cái sự kiện như thế này xảy ra thì chúng ta có thể thấy là thị trường đi xuống khoảng chừng là 3 tuần 18 ngày trung bình Và đi xuống khoảng chừng là 11% các bạn thấy được là 11% thì nhiều bạn có thể nói được là phần trăm là chúng ta thấy hàng ngày trong thị trường crypto giống như là cái đây hai ba ngày bị con xuống tới mười mấy phần trăm trong vòng một ngày nhưng mà thực ra chúng ta nói tới những cái chỉ số như là S&P 500 à, thì cái phần trăm đi xuống 11% là con số rất là lớn thì đây là cái thống kê trung bình là có thể là đi xuống trong thời gian là gần như 3 tuần xuống khoảng chừng là 11% trong thị trường chứng khoán nhưng mà sau đó 3 tháng đó thì trung bình vẫn tăng 11% 6 tháng thì trung bình vẫn tăng là 15% và một năm trung bình vẫn tăng là 24,7% có nghĩa là không có bất cứ một cái dữ liệu nào trước đây đó chúng ta thấy là à, chỉ ra được là mỗi lần mà có những cái sự kiện bất ổn chính trị thế giới xảy ra thì chúng ta sẽ thấy một cái đợt đi xuống dài hạn trong thị trường chứng khoán những tài liệu trước đây đã lịch sử cho thấy được là phần lớn chúng ta sẽ thấy cái đợt tăng trưởng sau đó khoảng chừng là 3 tháng trở lên thì chúng ta thấy thị trường hồi phục trở lại và có cái sự tăng trưởng trở lại đó chính là cái thống kê được chia sẻ bởi Alex Kruger và chúng ta thấy được là một tài liệu khác nữa được chia sẻ bởi Funstrat thì các bạn thấy được đây là thống kê những cái đợt mà chiến tranh trước đây như là chiến tranh Việt Nam Gulf War, Afghanistan, Iraq hay là Crimean thì chúng ta đã thấy là cái đường mà màu đỏ này đó là cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà trong cái bài viết này nó không có để rõ đây là chỉ số nào S&P 500 hay là chỉ số Dow Jones Nhưng mà cái ý nghĩa của cái hình này đó được chia sẻ phân stress đó chính là nếu chúng ta thấy mỗi lần mà chúng ta có một cái quyết định chính trị như là tấn công đó giống như là chiến tranh Việt Nam hay là Gulf War hay là Iraq War Crimean thì các bạn thấy được là đây là những cái thời điểm cái đường màu xanh này đó là cái thời điểm mà đã có quyết định tấn công thì sau đó chúng ta vẫn thấy thị trường tăng lên và ngoại trừ là cái chiến tranh Afghanistan ra thì chúng ta thấy được những cái đợt uh, chiến tranh khác đó thì đều tất cả uh, tiếp tục thấy là cái xu hướng của chứng khoán là tăng lên theo dài hạn thì thường chia sẻ những thông tin này với các bạn không phải là nói với các bạn là chiến tranh xảy ra thì chứng khoán nó sẽ tốt đó không phải là điều mà thường nói đây đương nhiên không ai muốn chiến tranh cả cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là nhiều người thì cho là cái sự quan hệ cái sự tương đồng giữa chiến tranh xảy ra với lại chứng khoán đi xuống dài hạn đó thì lịch sử đó lại không cho thấy cái điều đó ngắn hạn là có giống như ta mới vừa nhìn thấy tài liệu mới đây Nhưng mà về dài hạn đó thì chúng ta không có cái dữ liệu cho thấy được là đó là một yếu tố dẫn đến thị trường chứng khoán đi xuống dài hạn và nếu như các bạn tin tưởng cái sự quan hệ giữa chứng khoán và crypto ngày càng mật thiết hơn thì chúng ta không hy vọng là chứng khoán có cái xuống đi xuống đâu đây là điều đầu tiên thường muốn chia sẻ với các bạn đối với sự kiện này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đó, chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án có tên là Made the Guild và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video tôi nghĩ là chắc chắn là mọi người trong số các bạn đều ít nhất một vài lần nghe nói về cái sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của thị trường NFT và GameFi vào năm 2021 tuy nhiên nó có thể là không phải tất cả chúng ta đều có được lợi nhuận đến từ thị trường này và nhà tài trợ video ngày hôm nay đó Made the Guild là một cái guild với các cơ hội kiếm tiền trong lĩnh vực GameFi đầy hứa hẹn Vấn đề hiện nay đó là các bạn làm sao có thể dự đoán được cái game Axie Infinity kế tiếp sẽ là game nào. Đó là một việc không dễ dàng và là một vấn đề thì đương nhiên cũng sẽ có một cái giải pháp. Các bạn có còn nhớ đó là sàn Binance bắt đầu như thế nào không? Nó bắt đầu trong cái bối cảnh là cái sự quan tâm crypto đó gia tăng mạnh và cái việc thiếu cơ sở hạ tầng thuận tiện trên thị trường và các nhà phát triển của sàn giao dịch đã cung cấp các dịch vụ sử dụng cho cái giao dịch với crypto để mà giải quyết các vấn đề của những nhà giao dịch và dự kiến thì bất cứ dự án nào cũng sẽ có cái sự tăng trưởng khi mà những nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận. Đó cũng là lý do tại sao một người cần đầu tư vào các nhà phát triển cơ sở hạ tầng của GameFi Vào năm 2021 đó Trong bối cảnh thị trường NFT tăng trưởng Rất nhiều vấn đề trong GameFi đã xuất hiện Dự án MetaDAO Yield muốn gửi đến các bạn một thông điệp Bạn có thể đã tìm thấy một Binance mới Trong cái thế giới Play to Earn Dự án có tên là MetaDAO Yield Giải quyết hai vấn đề chính của những người Mà tham gia thị trường GameFi Thứ nhất là rào cản về chi phí tham gia Và các dự án GameFi phổ biến Và thứ nhì là không có nhiều thời gian nhàn rỗi Để mà chơi game NFT Ngày nay đó, để mà tham gia một cái dự án game file thì các game thủ phải chi hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn để mua các nhân vật NFT và các vật phẩm để mà chơi game. Vậy làm sao các bạn có thể tham gia khi mà không có tiền. Thì MetaDAO Guild đó đang giải quyết vấn đề này bằng cách là ra mắt một nền tảng MetaRent để cho thuê NFT chơi game. Và đây là cơ bản về cách hoạt động. Trong nền tảng MetaRent, người dùng có thể thuê NFT và bắt đầu kiếm tiền. Bằng cách này, để người chơi có thể nhận được một phần lợi nhuận chơi game từ token này. Trong khi đó, đó chủ sở hữu các NFT chơi game có thể cho thuê. Bằng cách này các bạn có thể hoàn vốn và bắt đầu có thể kiếm tiền được. Về bản chất đó, thì nền tảng MetaRent giảm thiểu rào cản việc gia nhập vào những dự án GameFi và giúp các nhà đầu tư hoàn vốn đầu tư mà không cần dành thời gian để mà chơi game. Ngoài ra đó thì MetaDAO Guild phát triển trong chương trình scholarship hướng dẫn cách kiếm tiền trên GameFi, nền tảng trao đổi NFT trong trò chơi MetaChain và cái quỹ mạo hiểm tập trung có nghĩa là quỹ đao trong đó đó bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào hàng ngũ của những nhà đầu tư đầu tiên trong game play to earn đầy hứa hẹn điều thú vị đó là những nhà đầu tư sớm nhất kiếm được lợi nhuận cao nhất trên trang web và những cái trang truyền thông của Meridow bạn sẽ thấy thông tin đợt mở bán token của dự án này vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 đây là thời điểm để các bạn có thể mua sớm token của dự án như thường lệ tôi chỉ đưa ra thông tin đến các bạn mà thôi các bạn cần phải tìm hiểu và tự cân nhắc trước khi mà tham gia đầu tư vào bất cứ một cái dự án nào. Dự án này đã được xây dựng trong thời gian dài, token sẽ được mở ra dần dần theo sự phát triển của dự án. Ngoài ra đó, họ còn có các cơ chế đốt cháy token, nó sẽ có ý nghĩa và ảnh hưởng đến giá trị của token trong tương lai. Kế hoạch này đó là sẽ hỗ trợ giá token bằng cách là không cho bất kỳ ai có cơ hội đầu cơ một số lượng lớn tiền vào trong thị trường này một cách dễ dàng. Và các bạn có thể thấy được là năm nay, năm 2022 thì cái xu hướng NFT vẫn đang tiếp tục phát triển và rất hấp dẫn. Để mà tham gia đó thì các bạn nào mà hứng thú thì hãy đăng ký email để nhận được lời nhắc cho sự kiện bán token đầu vào tháng 2 năm 2022. Tất cả những thông tin chi tiết thường thuận điều để ở bên dưới cái phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Made Kế tiếp đó là chúng ta có thể nói tới cái điều thứ nhì mà nhiều bạn lo lắng bây giờ đó chính là liên quan tới lãi suất của Fed. Và bây giờ chúng ta vẫn chưa có thông tin mới nhất đến từ Fed, mặc dù là tuần vừa rồi đó họ có một cái cuộc họp kín nói về lãi suất nhưng mà sau đó đã không có bất cứ thông tin nào chia sẻ. Và cái lần kế tiếp mà Fed sẽ họp đó là giữa tháng 3 và cho đến khi nào chúng ta nhận được thông tin chúng ta mới biết được mà thôi. Chỉ là bây giờ đó các bạn thấy là cái sự ảnh hưởng đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới phần trăm lạm phát tính theo CPI có nghĩa là hàng tiêu dùng đó là 7,5% là cái phần trăm lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm vừa qua thì một câu hỏi mà có thể nhiều bạn muốn hỏi là nếu gì thì tại sao mà Fed không tăng lãi suất lên 7,5% cho rồi thì sẽ có thể là có hiệu quả hơn về quản lý phần trăm lạm phát. Nhưng mà trên căn bản đó các bạn nên hiểu đây là tăng lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến những người đầu tư, những người mà cần vay mượn tiền để họ mua nhà, mua xe hay là mở công ty hay là tiếp tục phát triển công ty của họ mà tăng lãi suất cũng ảnh hưởng đến chi tiêu của Hoa Kỳ. Các bạn nên hiểu đây đó là Hoa Kỳ đang nợ rất là nhiều. Cái số lượng nợ của Hoa Kỳ đó là 30,1 à, nghìn tỷ ở thời điểm hiện tại. Con số rất là lớn. Và trong con số này đó là phần lớn là khoảng 6 mấy phần trăm đó là những người tư nhân đang giữ cái số nợ này của Hoa Kỳ. Có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ hàng năm đó họ cần phải à, thu đủ thuế để cho họ trả tiền lời hàng tháng à, cho những cái người mà lưu trữ trái phiếu này và nếu như mà chúng ta thấy được là lãi suất mà tăng lên đó, thì đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng tiền cần thiết để mà trả lãi suất. Cho nên vì lý do đó đó Fed không thể nào mà một bước mà tăng lên 7,5% để quản lý lạm phát được. Họ cần phải tăng từ từ. Và thường có thể chia sẻ với các bạn đó là cho dù là Fed tăng lãi suất như là nhiều người lo sợ bây giờ tăng lên tới 1% tới tháng 7 này và có thể lên tới 2% cuối năm sau cái phần trăm đó các bạn nhìn lại lịch sử đó cũng sẽ thấy được đây là phần trăm đó cực kỳ hấp dẫn đối với nhà đầu tư chứ không phải như là các bạn nghĩ là cái phần trăm này sẽ dẫn đến nhà đầu tư sẽ không vay mượn nữa đâu và thứ nhì nữa là cái phần trăm tăng trưởng này đó về lãi suất cũng không có đủ để cho các bạn thấy được là người ta sẽ bán cổ phiếu của mình hay là bán những tài sản khác để mà để tiền vào trong ngân hàng. Đương nhiên các bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ lâu năm đó, những năm như là 1970-80 khi mà lãi suất ngân hàng cao đó thì lúc đó người ta không có đầu tư nhiều về thị trường tài chính đâu, tại vì người ta muốn cái an toàn hơn, giống như là mọi người đi làm, họ tích lũy tiền, rồi họ có thể để vào ngân hàng, rồi sau đó họ về hưu, ngân hàng trả tiền lời đã đủ cho họ sống hàng ngày. Nhưng mà bây giờ lãi suất quá thấp dẫn đến là mọi người cần phải lấy số tiền đó chấp nhận nguy hiểm cao hơn vào trong thị trường ở chứng khoán. Cho nên mặc dù là thị trường chứng khoán đó cái vốn hóa ngày càng cao hơn, nhưng mà cái sự dao động ngày vẫn càng cao hơn chứ không phải là như trước đây đâu. Cho nên nhiều bạn đã có cái suy nghĩ là khi mà vốn hóa Bitcoin cao rồi thì sẽ không có những cái sự tăng trưởng như là nhân 2, nhân 3, nhân 10. Thôi thì đã chia sẻ với các bạn là tôi không nghĩ như vậy các bạn thì được là tùy theo là trường hợp cái vốn hóa chỉ là một phần của cái sự dao động mà thôi hoàn toàn chúng ta có thể có một cái loại tài sản mà vốn hóa tăng theo thời gian nhưng mà cái sự dao động nó cũng tăng theo thời gian luôn và cho dù là phép tăng lãi suất như là nhiều người lo lắng đó, thì cũng không có đủ để cho người ta bán tài sản của mình đưa vào ngân hàng để mà lấy tiền lãi để sống đâu tại vì phần trăm lãi suất đó vẫn rất là thấp cái mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ đó là phép tăng lãi suất thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến cái sự phân bổ vốn của những nhà đầu tư lớn và và đây là điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ và Fed tăng lãi suất với lại Fed tiếp tục in tiền đó là hai cái này nó không có liên quan với nhau Fed hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lãi suất nhưng mà vẫn có thể tiếp tục in tiền các bạn thấy được là cái số lượng tiền M2 hiện bây giờ đó đang rất là cao và đương nhiên tăng cực mạnh sau cái đại dịch năm 2020 M, M2 đó là cái số lượng tiền mặt có nghĩa là M1 cộng với lại những cái tài sản mà các bạn lưu trữ trong ngân hàng Như cái số lượng tiền lưu trữ ngân hàng ngắn hạn đó chính là M2 vẫn tiếp tục đang ở mức cao và không nghĩ chúng ta thấy cái con số này đi xuống trong thời gian ngắn đâu cho nên phép tăng lãi suất là một chuyện còn phép in tiền hay không là một chuyện khác nữa và nếu như các bạn hiểu đơn giản là các bạn tin là những gì xảy ra trong vòng mấy chục năm qua đó sẽ không thể thay đổi được có nghĩa là phép có thể là siết chặt hay là thả lỏng lãi suất nhưng mà đồng đô la cũng sẽ mất theo thời gian và nếu là như vậy thì chúng ta cần nên lưu trữ tài sản chứ không phải là lưu trữ tiền mặt đó là điều thứ hai còn à, điều thứ ba thường muốn chia sẻ với các bạn đó là cái sự ảnh hưởng của cái à, vấn đề ở nước Canada hiện bây giờ đó những cái cuộc biểu tình diễn ra về à, những cái người lái xe tải thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây thì cái sự kiện này hầu như nó đã càng ngày càng lớn hơn rồi giống như là thường đã thấy rất là nhiều những cái điều người ta chia sẻ trên mạng xã hội trong tối, cuối tuần qua đó nhưng mà thường cũng không có muốn chia sẻ với các bạn vì thật ra thường không biết cái thực hư như thế nào. Cái mà chúng ta biết đó là bây giờ đã có à, nhiều nghị sĩ ở Hoa Kỳ đứng lên một bên là ủng hộ những người mà lái xe tải một bên thì ủng hộ cách xử lý của chính phủ canada thì mỗi bên đều sẽ có một cái lý do riêng cái mà thường muốn chia sẻ đây đó là bitcoin trở thành một cái đề tài mà được tranh cãi trong vòng mấy ngày qua liên quan đến vai trò của Bitcoin trong cái vấn đề này và cái vai trò của Bitcoin trong thị trường tài chính vai trò Bitcoin trong hệ thống tiền tệ là như thế nào các bạn thấy là bây giờ quốc hội Hoa Kỳ đã hầu như tháng nào cũng có những cuộc họp những nghị sĩ đó thì có người ủng hộ có người không ủng hộ và các bạn thấy được là những quốc gia bây giờ cũng nhanh chóng đưa ra những cái luật như chúng ta nói tới nước Nga nước Ukraine nước Ấn Độ gần đây đều đưa ra luật để mà quản lý thị trường này cái mà chúng ta không biết đó là tuần này thì tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra một cái xác lệnh liên quan đến crypto. Thường thì không nghĩ là cái sự kiện sẽ lớn lắm đâu. Cái mà thường nghĩ là tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra đó theo thường biết là sẽ bổ nhiệm một số những đơn vị chính phủ để tìm hiểu về crypto cũng như tìm hiểu về tiền kỹ thuật số của cha CBDC và thường theo thường biết đó là cái thời hạn tìm hiểu là tới 6 tháng lần, có nghĩa là tôi thấy 6 tháng sau chúng ta mới biết là kết quả của cái uh, cuộc tìm hiểu này là như thế nào dù sao đi nữa đó kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ thấy được là Bitcoin đã trở thành một trọng tâm không chỉ riêng là thị trường tài chính mà còn cả chính trị nữa cho nên bây giờ nó đã đi vào một giai đoạn là không thể làm lơ với Bitcoin nữa có thể là những cái đợt mà tăng trưởng trước đây như năm 2017 và đương nhiên năm 2013 nhiều người đó vẫn còn cái nghi ngờ là thật ra không biết Bitcoin nó còn tồn tại vài năm nữa hay là không. Tôi nghĩ đây là cái chu kỳ đầu tiên mà hầu như là không ai còn nghi ngờ nữa đó chính là Bitcoin đã ở lại. Các bạn có thích hay là không thích cũng không quan trọng. Sự thật là Bitcoin đã ra đời, đã ở lại và các bạn không thể nào mà làm ngơ được. Nó đã trở thành một phần của chính trị và tài chính rồi. Đây là những gì chúng ta sẽ tiếp tục à, nhìn thấy trong tuần tới đây và ngay cả thông tin là các bạn thấy là những tiêu bang cũng có những cái động thái rồi chúng ta đã thấy là những cái thị trưởng hay là chúng ta đã nói tới những người làm chính trị như là những cái thường nghị sĩ bây giờ chúng ta thấy được là đã có hai tiểu bang đưa ra cái luật tiểu bang à, để có thể là chấp nhận bịch khôi là tiền tệ và hai tiểu bang đó là hai tiểu bang gì thứ nhất là tiểu bang Arizona và thứ nhì là tiểu bang California nơi mà Thuận ở đương nhiên đây chỉ là cái dự luật mà thôi vẫn chưa có được thông qua và thường cũng đã chia sẻ với các bạn trước đây đó là những điều này thì đương nhiên là thường rất là thích nhưng mà thật ra về cái phương diện là thực hành thì tôi nghĩ nó cũng rất là khó tại vì các bạn hay được là cho dù là tiểu bang Cali chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp có nghĩa là tiểu bang Cali có thể chấp nhận các bạn trả thuế bằng Bitcoin thì liên bang cũng có thể là không chấp nhận có thể dẫn đến một cái sự rắc rối à, về pháp lý cho nên tôi nghĩ là cho dù là được thông qua đương nhiên đây là một cái điều rất là tốt à, đối với cái sự tăng trưởng của thị trường này Nhưng mà về cái phương diện là thực tế thì nghĩa là cũng không có nhiều cái yếu tố thực tế đâu Đây là một cái yếu tố tượng trưng hay là yếu tố thực tế nhưng mà dù sao đây nữa đây cũng là một cái bước tiến tới mà thường muốn thấy tại vì tiểu bang Cali đó là một tiểu bang mà xưa nay nó rất là quan tâm đến công nghệ và dẫn đầu về nhiều cái lĩnh vực công nghệ nhưng mà về crypto thì hầu như nó hơi chậm hơn một chút cho nên Thùng cũng muốn là Cali có nhiều cái luật tốt hơn để thu hút thêm nhiều cái công ty crypto cũng như là thu cái sự phát triển về thị trường crypto ở Cali nhiều hơn. Và tiếp tục đó thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin nổi bật à, trong vòng cuối tuần này những thông tin nơi bậc đó chúng ta trước hết là có một thông tin liên quan tới OpenSea Thì đây là một cái dữ liệu mà nhiều người cũng đang nói tới hiện bây giờ Là có một cái vụ hack đã xảy ra đối với lại OpenSea Đây là một cái nền tảng mà các bạn mua bán NFTs Thì theo cái sự hiểu biết của Thuận đó Nhiều người mới đầu đó là chỉ vào OpenSea Là cái nền tảng mà đã bị hacker tấn công Và đã bị lấy mất đi tổng cộng là 1,7 triệu đô la Đáng giá là 1 triệu đô la những NFT mà bị đánh cắp đi thì con số này đó là con số mà thuộc về theo thường biết là khoảng chừng 32 người à, đã bị mất cái NFT của mình. Tại sao như vậy? Thì sau khi mà đọc thêm thông tin đó thì đã rõ ràng hơn là OpenSea nói là không phải là lỗi của họ mà là lỗi của user. Tại vì sao vậy? Tại vì họ nói là OpenSea đó thì có một cái update update này đó là để cho những cái NFT mà đăng trước đây đó mà không có nhiều hoạt động có nghĩa là những NFT đó coi như đã chết rồi thì sẽ coi như là loại bỏ ra khỏi cái nền tảng của họ và để cho những cái người mà mua bán NFT đó có thể là tiếp tục list cái NFT của mình để không bị xóa bỏ đó thì họ cần phải cập nhật từ cái hợp đồng A qua hợp đồng B đây là một chuyện biến cách mà giống như là nếu như các bạn không tương tác thì sẽ bị uh, xóa làm bạn gì đó trên uh, Facebook mà các bạn thường hay thấy thì đây cũng tương tự như vậy nếu như các bạn có một cái listing một cái đăng bán NFT mà các bạn uh, không có hoạt động gì trên đó một thời gian dài bây giờ các bạn muốn tiếp tục có thì phải chuyển từ hợp đồng A qua hợp đồng B để cho nền tảng này biết là các bạn vẫn còn hoạt động và con thú muốn tiếp tục là đăng bán cái nft đó theo hiểu là như vậy à thường thì không có sử dụng OpenSea nhưng mà những thông tin á là một số những cái người mà sử dụng OpenSea à, thì nhận được một cái email. Cái email này đó là cái email giả chứ không phải là email thật. Và khi mà bấm vào cái email đó đó thì dẫn người ta đến một cái trang web giả của OpenSea chứ không phải là trang web thật. Và sau đó đó thì cái email này cũng đơn giản thôi nói là nếu như mà muốn chuyển từ hợp đồng A hợp đồng B thì chỉ cần là bấm vào cái link, sau đó đó là dùng cái ví của mình, cái ví MetaMask của mình để mà xác nhận Hợp đồng và chấp nhận hợp đồng thì sẽ được chuyển từ A qua B Thì đương nhiên nhiều người đã, à, đã nghĩ ra đây là một trong những cách làm đơn giản hơn Nhưng mà khi mà họ ký cái hợp đồng đó ở trên Metamask đó, Thì hợp đồng đó các bạn thấy được là đã để một số những cái mã trong đó Là có thể lấy, ăn cắp những cái NFT trong cái ví đó Và điều đó đã xảy ra, coi như những người này đã bị gạt Cái email đó là email giả và cái mà hợp đồng mà họ ký tên dùng MetaMask của mình là hợp đồng đó là hợp đồng chuyển NFT của mình cho người khác người ta được quyền lấy cái NFT đó và tổng cộng đó là 32 người bây giờ đã bị ảnh hưởng bởi cái email giả này và cái số lượng NFT mất đi đó là theo thường biết bây giờ là chứng đoán là khoảng chừng 1,7 triệu đô la đó là cái thông tin mới nhất đến từ OpenSea thì cái mình thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn cần phải nên cẩn thận liên quan đến những cái email được gửi đến nhất là những email mà đòi hỏi các bạn là cần phải bấm vào link các bạn cần phải xác nhận chính xác đây là cái email đến từ cái trang chính thức cũng như là các bạn cần nên uh, hiểu đó là những cái hợp đồng mà các bạn uh, Ký tên dùng cái ví Minimax các bạn cần phải hiểu đó là hợp đồng gì. Nếu như mà đây là một cái token mà các bạn chưa hề biết thì vẫn có thể có trường hợp tương tự xảy ra. Có nghĩa là các bạn ký xong rồi người ta sẽ lấy hết những cái đồng của mình ở trong ví. Đó là điều mà nhiều người cũng đã gặp phải. Cho nên nhiều khi các bạn thấy được là có những cái airdrop các bạn không biết tự nhiên lại xuất hiện trong ví các bạn. Các bạn muốn đi bán thì các bạn có thể là ký một cái hợp đồng mà cho họ lấy hết tiền của các bạn thì thường những sự kiện này xảy ra đó các bạn có thể dễ dàng chỉ được là những người này dở quá tại sao mà lại à, bị gạt cái vậy không hẳn đâu các bạn cái mà chúng ta cần phải hiểu đây đó là tùy theo là cái sự lừa đảo như thế nào nếu như mà cái người lừa đảo đó đó nhắm đúng vào cái các bạn đang cần nhắm đúng vào tim đen các bạn đó thì các bạn sẽ dễ dàng à, bị lừa hơn và thường sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cái câu chuyện nữa và thường sẽ chia sẻ thêm một câu chuyện ngắn hơn liên quan đến bản thân của Thuận đã từng bị lừa như thế nào cho nên không hẳn là những người bị lừa là dở đâu tùy theo là cái người đã lừa như thế nào mà thôi có một cái câu chuyện khác nữa câu chuyện này đó là đến từ một người tên là Thomas người này ở trên Twitter nói là founder của dự án Arrow đây là một cái DAO. và nói là cái dự án này đó bản thân của Thomas cũng đã bị một nhóm rất là tinh vi gần như là lừa đảo được nhưng mà cuối cùng đã không lừa đảo được thì chuyện này sẽ như thế nào? thì đối với những bạn nào mà đang chạy dự án đó thì Thomas chia sẻ câu chuyện của mình là mình là một cái founder của dự án Arrow thì khoảng chừng là hai tuần trước đây đó thì có một cái user có tên là hackshy thì user này đó tham gia vào Discord của cái dự án Discord là nơi các bạn có thể chat và hỏi những câu hỏi đó thì người này là một người mà nói là đang làm việc cho Ubisoft và có thể để giúp đỡ về tạo ra những cái mô hình 3D, design những cái mô hình đó. Và người này nói là rất là yêu thích dự án và thường xuyên rất là active trong Discord, có nghĩa là thường xuyên cống hiến rất nhiều ở trong cái Discord này. Và Hexai đã nói là có thể hỗ trợ dự án này miễn phí luôn tại vì quá yêu thích dự án. Thì lần đầu tiên có thể là chủ dự án đó Thomas không có bị uh, động lòng nhưng mà khi người này hỏi nhiều lần và thấy người này đó xuất hiện liên tục thì cuối cùng cũng đã động lòng và cho người này đã giúp đỡ để mà design cái uh, mô hình 3D thì người này cũng đã nhanh chóng làm cái việc này và hầu như người này rất là yêu thích được thì đương nhiên các bạn là chủ dự án mà thấy ai đó yêu thích dự án của mình thì mình cũng rất là hào hứng và chào đón người này thì người này đó không những là giúp đỡ đi ra những cái mô hình 3 d đó mà người này cũng có uh, rất là giúp đỡ về cái việc là hỗ trợ cái discord group của dự án này thì đương nhiên càng ngày đó thì người này càng có lòng tin hơn đến từ thomas và sau đó đó thì người này đó nói là có quen biết một bạn bạn này tên là linh thì bạn linh này đó là làm việc cho cái dự án gọi là space falcon space falcon là một cái dự án game nft thì uh, thomas chủ của dự án arrow mà chúng ta mới nói tới đây đó người này thì cũng không quan tâm nhiều đến nft nhưng mà tại vì thấy là hacking một người mà giúp ích được cho mình trong thời gian uh, mấy tuần qua liên tục hỗ trợ mình mà không có đòi hỏi gì thì người này đã muốn giới thiệu một cái người đến từ một dự án khác là space falcon thì giống như là lịch sự và coi như là cũng nể mặt thì cũng chấp nhận để mà kết hợp với lại bạn linh này thông qua email đây là những cái chứng từ mà được chia sẻ bởi thomas đến từ dự án arrow thì sau khi nói chuyện đó thì Linh chia sẻ rất là nhiều và Linh chia sẻ về cái dự án Space Falcon kêu Thomas á, là lên trên mạng để mà tìm hiểu thì đương nhiên Thomas là chủ dự án của Arrow cũng không quan tâm nhiều đến những cái dự án game NFT này nhưng mà cũng giống như lịch sử tối thiểu rồi cũng lên à, để mà nhìn trang web của họ và cũng giống như nói một vài câu tốt là dự án này cũng nhìn cũng rất là ok và cũng thấy được đó là Linh, bạn này cũng có cái à, hình bên dưới cái dự án là một trong những người làm việc cho dự án Space Falcon. Thế nên cũng không có nghi ngờ gì. Và sau đó, đó thì à, Linh, sau một thời gian nói chuyện đó, thì Linh nói với lại Space Falcon là có một số những cái NFT muốn gửi cho Thomas. Giống như là gửi miễn phí gì đó. Tại vì hai bên cũng quen biết nhau. Thomas cũng giống như là không có cách nào để từ chối thì cũng nhận cho người ta vui thì sau đó linh đã gửi một số những cái nft qua bên trên thomas thì thomas cũng không có mạng mồi lắm cho nên cũng không có xem những cái nft này và cũng không có chấp nhận những cái ký hợp đồng ở trên MetaMask để mà nhận những cái NFT này. À, sau một thời gian thì Linh lại hỏi nữa tại sao mà chưa có nhận. Thì thấy Thomas không có nhiều cái phản ứng đối với lại cái free NFT của mình. Thì Linh đã chuyển qua một cái kế hoạch khác. Nói là Linh á, thì có quen biết với một số người. À, theo thông biết ở đây đó là một số người có thể rất là giúp đỡ được cho dự án này. Và đối tác đó chính là Wiz. Linh nói là có quen một bạn tên là Sebastian. Là cái phó chủ tịch của Wiz thì hiểu đơn giản hơn đó những gì đang xảy ra đó chính là có một người tên là Hexai tìm đến Thomas Thomas là chủ của cái dự án Arrowdown nói là có thể giúp đỡ Thomas được và giúp đỡ miễn phí để tạo những cái mô hình 3D thì sau một thời gian giúp đỡ đó miễn phí như vậy thì Thomas đã siêu lòng và người đó đã giới thiệu Thomas cho Linh. Linh á là một trong những người mà phát triển dự án có tên là Space Falcon. Thì Linh sau một thời gian nói chuyện với Thomas thì đã gửi tặng Thomas một số những cái NFT miễn phí nhưng mà thấy Thomas không có động tĩnh gì đối với những cái NFT đó, tại vì Thomas không phải là người mà thích NFT. Thì Linh đã chuyển qua nói là có quen biết với lại một cái công ty thứ ba là công ty Whisk, đây là một công ty mà hiểu đơn giản là có thể giúp ích rất nhiều cho Thomas trong cái việc là phát triển dự án của mình. Cho nên Thomas đương nhiên rất là vui mừng và đồng ý và đây là lúc mà Thomas siêu lòng khi mà Linh tiếp tục hỏi là tại sao mà không có giống như là xem cái dự án uh, Space Falcon hay là tại sao mà không có chấp nhận những cái NFT chấp nhận những cái hợp đồng ở trên MetaMask thì uh, Thomas cũng đã siêu lòng tại vì thấy là hai người này đó sai và Linh giống như là không biết từ đâu ra nhưng mà giúp đỡ mình quá nhiều trong những mấy tuần qua cũng không có nghi ngờ gì và là một trong những người mà rất là thích dự án của mình thì cuối cùng đó Thomas cũng đã xem cái uh, NFT mà Linh gửi qua và Linh nói là bây giờ đó Thomas cứ lên trên trang web để mà stake Cái NFT của mình để nhận được uh, lợi nhuận. Đây cũng là một trong những cách mà giống như giúp đỡ lẫn nhau. Linh giúp đỡ uh, Thomas thì Thomas giúp đỡ lại Linh, cũng như là Haksha để giúp đỡ Thomas thì cảm thấy được là hai người này cũng nhiệt tình quá. Thì Thomas cũng đã lên trên cái ví của mình và chuẩn bị stake cái NFT nhưng mà không biết gì, gì đó tại sao nên Thomas có một cái uh, ý nghĩ là trước khi stake mình nên nhìn lại cái mã nguồn của cái hợp đồng stake này thì khi đó mới phát hiện ra được là chỉ cần là Thomas bấm cái nút chấp nhận stake thôi thì đã có thể là bị lấy mất đi hết Ethereum của mình rồi tại vì trong đó có một cái phần là hợp đồng có thể lấy được Ethereum của cái người mà chấp nhận ký hợp đồng đó đó là cái câu chuyện xảy ra với lại Thomas và đương nhiên sau đó đó thì hai người này đã biến mất Thomas không có tìm thấy được Linh hay là sai nữa thì có hai điều mà Thomas chỉ đến là những cái mà mô hình 3D đó mà Hatshai làm thì đương nhiên ông ta cũng đã làm và đưa cho Thomas thì từ đâu mà ra thì có thể là cái người đó đã tự bỏ tiền túi ra để mướn một cái người design 3D để làm những mô hình đó để đưa cho Thomas để lấy lòng và còn về Linh thì sao tại sao mà người này đó là một người mà đúng là trong dự án Space Falcon Nhưng mà cái mà Thomas nhận được đó là đúng là dự án Space Falcon mà một dự án đang phát triển hiện bây giờ Và Linh là một trong những người trong dự án đó Nhưng mà cái cái người tên Linh mà Thomas nói chuyện đó trong vòng 2-3 tuần qua Không phải là người đó mà là người mạo danh là người đó Cho nên đây là một cái vụ lừa đảo rất là tinh vi Các bạn thấy được là ngay cả chủ của một dự án cũng có thể là gần như là bị lừa đảo như thường cho nên khi mà chúng ta thấy được một bạn nào mà bị lừa đảo đó chúng ta cũng không nên dội phán đoán là tại sao mà dở quá như vậy, à, tại vì tùy theo là họ đánh chúng tên đen như thế nào, giống như là các bạn thấy là những người mà bị à, mới đây đó lừa đảo liên quan đến uh, OpenSea thì những người đó đánh chúng tên đen của họ là họ cảm thấy được là chuyển từ hợp đồng A B phiền phức quá, nếu như mà có một cái người nào đó làm cho mình thì nó đơn giản hơn, cho nên họ đã bị lừa, giống như là Thomas ở uh, Arrow Down thì uh, lúc nào cũng muốn tìm kiếm những người mà hy sinh hay là chấp nhận uh, phục vụ cho cái cộng đồng của dự án này thì đương nhiên có một người nào đó, đó đánh chúng tìm đèn thì đương nhiên sẽ bị siêu lòng rồi và ngay cả bản thân của thuận đó thì uh, thượng, các bạn đã uh, biết là thuận là người cũng rất là cẩn thận nhưng mà thường cũng gần như là bị gạt một lần nhưng mà cũng may là cuối cùng không bị gạt đó chính là một cái sự kiện không liên quan Đến crypto nhưng mà cũng có cái sự liên quan về những cái mà Cách làm tinh vi của họ Thì cách đây 2 năm đó thường có mua một cái máy laptop uh, Đó chính là cái máy uh, Microsoft Surface Thì uh, thường mua cái máy Microsoft Surface này cách đây 2 năm Thì sau một thời gian sử dụng đó Thì một ngày đầu đó thường đột ngột nhận được một cái email Thì cái email này đó đánh trúng tim đèn của thường một chỗ Đó chính là họ nói là cái... Uh, Software mà scan virus trên cái máy của Thuận Thì khi mà Thuận mua cái tên 2 năm Thì là miễn phí Nhưng mà 2 năm sau là họ sẽ bắt đầu là uh, Tính tiền hàng tháng Và sẽ bắt đầu tính tiền vào tháng sau Nếu như mà Thuận không gọi để mà cancel Thì đương nhiên Thuận lại quên Check cái tên của cái người gửi về địa chỉ của người gửi email là gì tại vì thuận nhìn cái này thì lại thuận lại cảm thấy là nó cũng hợp lý một chỗ là khi mà thuận mua cái máy này thì thuận mua trên microsoft thì microsoft có cái dữ liệu thanh toán tiền của thuận thì đương nhiên cũng không gì là quá bất ngờ nếu như mà họ có thể là chạc tiền đó hàng tháng tại vì khi mà mua đó thì hợp đồng thường đâu có nhìn kỹ đâu thì đây hoàn toàn có thể cho nên thường đã nhanh chóng gọi để mà cancel nhưng mà họ đã bắt đầu hỏi rất là nhiều những thông tin nhưng mà từ từ thường cảm thấy được là có gì đó không đúng tại vì thường đó các bạn cần phải gọi để mà cancel cũng là điều mà đã có trước đây rồi chứ không phải là cái gì gọi là quá lạ nhiều nhiều cái dịch vụ đó các bạn sign up thì trên mạng nhưng mà cancel là phải gọi họ thì Trước đây thường cũng đã làm nhiều lần rồi nhưng mà khi mà gọi cancel đó thường là các bạn nói chuyện với những người một vụ khách hàng thì họ có thể là năn nỉ các bạn một hai câu nhưng mà họ cũng sẽ cancel các bạn mà thôi trong vòng vài phút nhưng mà người này đã bắt đầu hỏi rất là nhiều những thông tin như là địa chỉ nhà rồi những thông tin khác mà thực sự không liên quan gì đến cái này hết và thường đã nhanh chóng nhận được trong lúc mà nói chuyện với họ nhìn lại cái email thì email đó không phải gửi đến từ cái trang web Microsoft kiến thức mà nó gần giống như vậy nhưng mà nó không phải là như vậy cho nên thường đã cúp máy ngay lập tức và đây cũng là một cái mà các bạn cần phải nghĩ đến là bất cứ ai gửi email các bạn cần phải kiểm tra coi email nó có phải thực sự đến từ cái đồ chính thức hay là không chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin khác đi thì một trong những điều mà chúng ta cũng đã thấy là nhiều người comment hơn trong vòng cuối tuần này đó chính là Tesla một số nơi đó mà các bạn chạc xe đó thì đã chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin thì theo thông biết bây giờ cái nơi đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin để mà nạp pin cho xe đó Tesla là Santa Monica ở Cali nhưng mà cái mà nhiều bạn comment thường cảm thấy là rất là mắc cười đó chính là bên dưới này đó thì chúng ta thấy được là Elon Musk để là bây giờ bạn có thể trả bằng đồng DOS nhưng mà cái chữ D này đó là chữ D Việt Nam chứ nên nhiều bạn nói là có phải Elon Musk sử dụng uh, VNI Key hay là không, có phải Elon Musk là sử dụng bằng của Việt Nam hay không. Thì uh, cái mà chúng ta nhìn tại quá khứ đó sẽ thấy được là khi các bạn lên trên google và các bạn để là logo của doscoin thì các bạn thấy được là doscoin sau này đó là chữ d như các bạn thấy trên màn hình nhưng mà trước đó đó là chữ d giống như là chữ d ở việt nam gì đó thì đây là một trong những logo đầu tiên của doscoin và nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng cái đó ngay cả các bạn thấy được là lên trên wikipedia cái đồng Dogecoin đồ đó symbol của họ vẫn là cái chữ D Việt Nam thì tại sao vậy? Tại vì cái tay rất là lâu rồi cái tay 8 năm đó thì ở trên forum người ta cũng đã đang bàn bạc là cái ký hiệu của Dogecoin sẽ là gì thì nếu như mà dùng cái chữ D bình thường đó thì đã có nhiều đồng có thể là sẽ trùng hợp như vậy cho nên muốn lạ hơn và bây giờ đó họ sẽ sử dụng là cái chữ D với chữ D Việt Nam gì đó nhưng mà chữ đồng Việt Nam đó là chữ D thường chứ không phải là chữ D hoa và có cái gạch bên dưới đó là đại diện cho cái ký hiệu tiền của đồng Việt Nam cho cái chữ D này là chữ D hoa cho nên cuối cùng họ đã lựa chọn cái chữ D này là cái chữ D đại diện cho tiền symbol của đồng Dogecoin Đồ chứ không phải là dùng cái ký hiệu Việt Nam đâu Kế tiếp thì có một cái thông tin nhắn đến từ Ripple thì uh, các bạn đã biết là cái uh, sự kiện của Ripple với SEC tôi đã chia sẻ nhiều rồi. Uh, cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được đó là ngày 18 tây thì có cái thông tin chia sẻ là cái dữ liệu đến từ luật sư của Ripple năm 2012 hồi tháng 2 đó gửi cho Jeff McCallop và Jesse Powell uh, thì nói là có thể là SEC... Coi đồng Ripple như là một chứng khoán. Nhưng mà sau đó thì tháng 10 của năm 2012, có nghĩa là 8 tháng sau đó, sau khi mà xem xét thêm thì luật sư của Ripple đó cũng đã gửi trở lại cho Chris Larson và Jeff McCullough. À, thêm một văn bản nữa nói là sau khi xem xét kỹ hơn đó, đồng XRP có thể không phải là chứng khoán theo luật của Hoa Kỳ nhưng mà cũng nên cẩn thận tại vì SEC có thể là không nghĩ như vậy. Thì cái mà chúng ta nên hiểu đây đó là SEC cáo buộc công ty Ripple là bán đồng XRP là một chứng khoán không được đăng ký. Hiểu đơn giản là như vậy. Thì SEC cũng nói luôn đó là đã từ lâu chủ dự án đó chính là Chris Larson. Còn Jay McAuliffe thì cũng đã rời khỏi dự án XRP lâu rồi. Và bây giờ Jay McAuliffe là của dự án Stellar Lumen đó. Hai người này đã từ lâu biết đồng XRP là chứng khoán dựa theo những cái tư vấn đến từ Luật sư nhưng mà vẫn cố tình như là không biết và bản năm XRP này nhưng mà bây giờ đó cái dữ liệu cho thấy được là năm 2012 đúng là có hai đợt đợt đầu tiên à, thì à, công ty luật sư nói là có thể đây là một cái chứng khoán tại vì à, bán một cái token mới vừa tạo ra nhưng mà sau đó không Ripple nói là không phải đâu đồng XRP này là được tặng chứ không phải là họ tự tạo ra rồi tháng 10 của năm đó. Công ty luật lại đưa thêm một văn bản nữa nói là có thể là không phải là chứng khoán nhưng mà cũng nên cẩn thận. Thì điều này chứng minh được gì? Điều này chứng minh được đó là công ty Ripple nói là SEC đã sai rồi, không có lý do gì mà công ty Ripple nghĩ XRP là chứng khoán hết và đã từ lâu từ năm 2012 thì cũng không có chứng từ cho là công ty Ripple biết XRP là chứng khoán dựa theo thông tin đến từ luật sư mà vẫn cố tình để mà bán đồng XRP này. Cho nên điều đó là không đúng sự thật Thì điều này có thể như thế nào chúng ta vẫn chưa có rõ lắm Nhưng mà đây cũng là một cái dấu cộng cho bên của Ripple Đã coi như là đánh tan cái hiềm nghi đó đến từ SEC và công ty Ripple nói thêm là ngay cả công ty Ripple đã từ năm 2012 cũng đã rất cẩn thận và hỏi luật sư về vấn đề này Thì tại sao mà 10 năm sau SEC mới đi kiện công ty Ripple Tại sao mà bao nhiêu năm qua SEC không kiện đợi tới bây giờ mới kiện thì SEC giống như là cũng đã không có nhanh chóng quản lý được thị trường này đó là cái lỗi của SEC bây giờ đã quá trễ rồi đó là điều mà được nói đến mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì đây như thường nói là không phải là chứng minh được là công ty Ripple sẽ thắng kiện hay gì hết thường chỉ có thể nói với các bạn đây lại thêm một điểm cộng cho bên của Ripple và chúng ta hy vọng là Ripple thắng kiện cho dù các bạn thích hay là không thích đồng XRP Chế tiếp thì có một thông tin khác nữa đến từ Morgan Stanley Thì chúng ta có biết là Morgan Stanley là một công ty mà tiên phong trong thị trường tài chính nói chung à, về ủng hộ crypto Nhưng mà Morgan Stanley đã đưa ra một cái bài nghiên cứu nói là có lòng tin là Ethereum trong tương lai thì có thể là bị xoán ngồi à, bởi những cái hợp đồng mà có chi phí thấp hơn và nhanh hơn như là AVAX, Solana, Terra Luna, Polkadot, Algo vân vân và Cardano có phải không? đương nhiên là thường không biết được tương lai thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn đó là về việc là một đồng nào muốn xóa ngôi Ethereum là một câu chuyện thường đã nghe nói rất nhiều lần rồi trước đây đó, chúng ta cũng đã nói được là đồng EOS, đồng NEO, đồng TRON như đồng khác cũng nói là sẽ xóa ngôi premium nhưng mà cuối cùng cũng đã không thành công thì ngay cả bây giờ chúng ta thấy được là thay vào đó là những cái dự án mới hơn như là Avalanche, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Algorand có thể xóa ngôi y tế không? Thì thường không biết được tương lai Nhưng mà thường có thể chia sẻ với các bạn là Không có dễ như là nhiều bạn nghĩ Không phải là nhanh hơn, rẻ hơn Là có thể là nhanh chóng xóa ngòi Ether Tại vì các bạn thấy được là cuối cùng Thì cái sự đánh đổi đó nó vẫn có Có nghĩa là chúng ta đã nhìn vào những cái đợt Mà mạng lưới Soda nè à, Không hoạt động, ngưng hoạt động một thời gian Hay là chúng ta thấy được là ngay cả Cardano Cũng có bị cái sự tắc nghẽn Và những cái hệ thống khác nó đều có một cái điểm yếu riêng Chứ không phải là chỉ đơn giản là hệ thống nào nhanh Và rẻ thì sẽ thu hút được người dùng nếu như vậy thì trong vòng mấy năm qua TMM đã bị xóa ngôi rất dễ dàng rồi cộng đồng ý tưởng rất là mạnh cái số lượng người phát triển mạng lưới ý tưởng rất là mạnh cái sự hướng hẹn tương lai cũng rất là nhiều liên quan tới ý 2.0 và hệ sinh thái rất là mạnh hiện bây giờ với rất nhiều dự án rất đa dạng những cái dự án còn lại đây không phải không thể nhưng mà không đơn giản là chỉ cần là nhanh hơn và cái phí thấp hơn là sẽ được đâu Giống như là các bạn thấy được là trước đây năm 2017 đó bây giờ là không nghe nói nữa Nhưng mà năm 2017 đó rất nhiều Những dự án nói là sẽ xóa ngôi Bitcoin tại vì phí thấp hơn và nhanh hơn Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là Bitcoin vẫn là đồng đứng đầu hiện bây giờ Về uh, on-chain thì cũng không có nhiều cái thông tin lớn on-chain trong uh, cuối tuần này Các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin đang có lời bây giờ thì đương nhiên nó sẽ thấp hơn Tại vì giá không được tốt ở điểm hiện tại Bây giờ thì cái số lượng Bitcoin có lời đó tính theo Plasno là 70%. Còn về những cái dữ liệu on-chain thông thường thì cũng không nhiều đặc biệt. Các bạn thấy được là cái số lượng định đoàn bảy đó thì vẫn coi như đi hàng ngang. Các bạn thấy được cái đường màu xanh này và chúng ta có thể thấy được là bây giờ đó thì nghiêng về rate là nghiêng về bên short. Có nghĩa là nó có màu đỏ nhưng mà cũng không nhiều lắm. Trừ 0.004 về cái số lượng Bitcoin và tiêu trên sàn đó thì thường có thể chia sẻ với các bạn là cái số lượng bitcoin trên sàn thì cũng như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy xu hướng là càng càng ít bitcoin hơn trên sàn nhưng mà ethereum đó thì nó khác một chút thì khi mà thường zoom vào đó đây là tính theo giờ các bạn sẽ thấy được là đối với ethereum thì bắt đầu là từ khoảng chưa một tuần trước đây đó thì đúng là chúng ta có thêm một chút ether trên sàn không phải là nhiều đến nỗi mà sẽ thay đổi được cái xu hướng chung của Ethereum à, trong vòng mấy tháng qua. Nhưng mà ít ra gần đây đã cũng có dấu hiệu là có thêm Ether xuất hiện ở trên sàn. Còn về Bitcoin thì vẫn tiếp tục mất đi trên sàn. Còn à, về cái số lượng Bitcoin và Ether nạp vào rút ra đó thì chúng ta thấy là đối với Bitcoin thì rất là im lặng. Cuối tuần này hầu như là không có dấu hiệu gì cho thấy được là nhiều hơn hay là ít hơn. À, chúng ta thấy được là những thanh này rất là thấp. Còn về Ethereum thì ra sao? Về Ethereum đó thì chúng ta thấy được là cuối tuần này cũng có một số đợt cây thanh màu xanh lá cây này tăng lên. Mỗi thanh một giờ thì cũng có dấu hiệu là có nhiều Ether nạp lên. So với lại Bitcoin thì im lặng, Ethereum thì có cái xu hướng là có thêm một ít Ether nạp lên trên sàn trong vòng 2 tuần qua. Và đây là những thông tin mà Thường muốn mang đến cho các bạn Thường biết là cái video này thì cũng khá là dài Nhưng mà Thường cũng hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ Và nhận được nhiều giá trị trong thông tin ngày hôm nay đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví Coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin 98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua liên của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nex, sàn Binance, sàn Moon XBT, sàn FTX. Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và những thế nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Nhưng mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn